thế giới 24 giờ qua. Gần 9.000 lít bia, 8.000 ký thịt bò từ Australia bị chặn lại tại cảng. Trung Quốc tiếp tục giáng đòn lên Canberra. Hiện nay, Trung Quốc được cho là ít có khả năng bỏ qua các sai sót trong lô hàng của Australia, dù việc này là điều thường gặp đối với các lô hàng xuất khẩu quy mô lớn. Hàng hóa tiếp tục bị chặn. Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, gần 9.000 lít bia Australia đã bị chặn lại tại một cảng biển của Trung Quốc hồi tháng trước. Trong khi đó, gần 8 tấn thịt bò khác cũng bị thu giữ. Được biết, 8.794 lít bia xuất khẩu được sản xuất và phân phối bởi công ty Sydney Beer bị thu giữ tại thành phố cảng Hạ Môn từ tháng 11 vì dán nhãn sai hàng hóa. Hiện không có dấu hiệu cho thấy công ty Sydney Beer bị liệt vào danh sách cấm. Số liệu cũng cho thấy 8.356 ký sản phẩm thịt bò không xương khác từ Meramis, một lò mổ ở Queensland bị hải quan Trung Quốc cấm từ 2 tuần trước, đã bị chặn lại tại cảng Nam Kinh vì chứng nhận không khớp. Vào thời điểm lò mổ bị cấm, hải quan Trung Quốc không nêu lý do đưa ra quyết định này. Meramis là lò mổ thứ 6 bị cấm bởi Bắc Kinh. Năm ngoái, một lô hàng thịt bò rút xương đông lạnh cũng đã bị chặn lại tại cảng Thượng Hải hồi tháng 6 vì chứng nhận hàng hóa không khớp. Cùng tháng đó, một nhà xuất khẩu thứ 3 của Australia là Country Choice từ Queensland cũng bị thu giữ 20 ký thịt bò đông lạnh ở Thượng Hải vì chứng nhận không khớp. Không có dấu hiệu cho thấy Trung Quốc có những động thái thương mại nhằm cản trở công ty Country Choice. Công ty Sydney Beer và Country Choice không đưa ra bình luận, trong khi Meramis tuyên bố sẽ tiếp tục hợp tác với chính quyền. Đây được cho là những diễn biến mới nhất giữa các nhà xuất khẩu Australia với hải quan Trung Quốc. Nhiều công ty của Australia đã mắc kẹt trong cuộc mâu thuẫn chính trị và thương mại đã kéo dài tới tháng thứ 8 giữa Trung Quốc và Australia. Mâu thuẫn chưa chấm dứt. Hiện nay, Trung Quốc được cho là ít có khả năng bỏ qua các sai sót trong lô hàng của Australia, dù việc này là điều thường gặp đối với các lô hàng xuất khẩu quy mô lớn. 4 nhà máy chế biến thịt đầu tiên của Australia bị cấm xuất khẩu sang Trung Quốc, gồm Kilcoy, Bateron, GBS Bipsty, GBS Dinmore và Norton STX, đã liên tục gặp các vấn đề về tuân thủ dán nhãn sai và không khớp với giấy chứng nhận y tế và hàng hóa vào năm ngoái và đầu năm nay, trước khi những nhà máy này bị đình chỉ vào tháng 5 vừa qua. So với 2 năm trước, hiện tại, Trung Quốc đã trở nên khắc khe hơn rất nhiều đối với Australia. Trước đây, Trung Quốc thường thể hiện sự đồng cảm và sẵn sàng hỗ trợ giải quyết vấn đề. Nhưng bây giờ, điều đó không còn nữa, một chuyên gia nhận định. Các nhà xuất khẩu khác của Australia bao gồm xuất khẩu thủy sản cũng như vitamin và chất bổ sung cũng gặp nhiều vấn đề liên quan khác. Vào tháng 8 và tháng 9 vừa qua, hải quan Trung Quốc phát hiện các lô hàng bổ sung gửi từ Sydney đến Thượng Hải, Nam Kinh và Hoàng Phố của nhà sản xuất dược phẩm Ferngrove Pharmaceutical có vấn đề về chứng nhận y tế và có quá nhiều phụ gia thực phẩm. Trong tháng 9, hơn 25.000 ký cá đông lạnh của Australia Fisher đã bị ngừng nhập khẩu tại Thanh Đảo do không đủ giấy chứng nhận. Australia không phải là quốc gia duy nhất gặp phải rắc rối với hải quan Trung Quốc. Mỗi tháng, nhiều quốc gia bao gồm New Zealand, Mỹ hoặc Ấn Độ đều có một số vi phạm đối với các quy định nhập khẩu của Trung Quốc. Tuy nhiên, xung đột chính trị giữa Trung Quốc và Australia đang gây ra ảnh hưởng nặng nề đối với lượng hàng xuất khẩu lớn của Australia sang Trung Quốc. Hai nước có mối quan hệ thương mại song phương với giá trị đạt gần 181 tỷ đô la. Xung đột giữa Trung Quốc và Australia đã bắt đầu vào hồi tháng 4 khi Australia thúc đẩy cuộc điều tra về nguồn gốc của virus corona. Đầu năm 2018, Canberra cũng từ chối công nghệ 5G của Huawei do lo ngại về an ninh quốc gia. Làn sóng Covid-19 mới đe dọa triển vọng kinh tế châu Á. Covid-19 mới nổi lên tại một số quốc gia trong khu vực đang phủ bóng lên triển vọng hồi phục trong năm 2021. Bước vào những ngày cuối của năm 2020,
nhiều nhà đầu tư xem châu Á là khu vực có triển vọng kinh tế năm 2021 tốt nhất trên thế giới nhờ kiểm soát tương đối tốt đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, làn sóng COVID-19 mới nổi lên tại một số quốc gia trong khu vực đang phủ bóng lên triển vọng phục hồi trong năm 2021. Hãng tin CNBC dẫn báo cáo của một số nhà phân tích. Đối với một vài trong số những nền kinh tế lớn nhất châu Á, khó khăn mà COVID-19 gây ra trong những năm nay sẽ chưa giảm bớt khi kim đồng hồ điểm 12 giờ trong đêm giao thừa sắp tới. Công ty phân tích Pantheon Macroeconomics nhận định trong một báo cáo. Có một điều chắc chắn là số ca nhiễm COVID-19 mới mỗi ngày tại nhiều nơi ở châu Á vẫn sẽ thấp hơn so với ở châu Mỹ và châu Âu, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins. Dù vậy, một số quốc gia châu Á đang phải chống chọi với một làn sóng dịch bệnh tồi tệ hơn nhiều so với những gì họ đã từng trải qua ở thời kỳ đầu của đại dịch. Ngay cả những quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá cao về thành công trong việc kiểm soát virus cũng có thể không tránh khỏi một làn sóng COVID-19 mới nguy hiểm hơn. Cách đây ít ngày, Đài Loan công bố ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên kể từ ngày 12 tháng 4. Một diễn biến cho thấy khó khăn trong việc xóa bỏ tận gốc virus corona chủng mới. Trong số các nền kinh tế lớn ở châu Á, Nhật Bản, Hàn Quốc và Malaysia đang là những nước chứng kiến sự tái xuất của COVID-19 mạnh mẽ hơn cả. Dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins cho thấy, Nhật Bản đã có tổng cộng 207.007 ca nhiễm COVID-19 từ đầu dịch đến ngày 23 tháng 12, trong đó có 2.941 ca tử vong. Từ đầu tháng 11, số ca nhiễm mới hàng ngày ở Nhật tăng trở lại và trong tuần trước đã vượt ngưỡng 3.000 ca mỗi ngày lần đầu tiên. Các chuyên gia y tế ở Nhật Bản cảnh báo rằng hệ thống y tế của nước này đang chịu áp lực lớn. Tuy nhiên, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đến nay vẫn chưa công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, dù ông đã tạm dừng một chương trình xúc tiến du lịch trong nước nhằm ngăn sự lây lan của virus. Pantheon Macroeconomics nhận định rằng chính phủ Nhật tương đối nhẹ tay trong việc triển khai các quy định về giãn cách xã hội, dẫn tới hiệu quả kém trong chống dịch. Vì vậy, Tokyo có thể phải đưa ra những biện pháp cứng rắn hơn trong những tháng tới đây. Bởi thế, khả năng Nhật Bản phải áp dụng tình trạng khẩn cấp lần thứ hai một cách hiệu quả hơn và trên phạm vi toàn quốc vào năm tới là không thể loại trừ, nhóm phân tích của Pantheon nhận định. Trong trường hợp đó, nền kinh tế lớn thứ nhì của châu Á sẽ chịu sức ép lớn trong quý 1 năm 2020. Từ đầu dịch tới ngày 23 tháng 12, Hàn Quốc đã có 53.533 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 756 ca tử vong, theo Johns Hopkins. Cũng giống như Nhật Bản, số ca nhiễm COVID-19 mới hàng ngày ở Hàn Quốc trong tháng này đã lên tới mức cao chưa từng thấy, vượt ngưỡng 1.000 ca mỗi ngày lần đầu tiên kể từ khi có đại dịch. Nhưng khác với Nhật Bản, chính phủ Hàn Quốc có lập trường chống dịch cứng rắn hơn khi xuất hiện làn sóng COVID-19 mới này. Hôm thứ Ba, chính phủ Hàn Quốc công bố lệnh cấm toàn quốc đối với các cuộc tụ tập từ 5 người trở lên, đồng thời yêu cầu các điểm du lịch như khu trượt tuyết và các cơ sở thể thao mùa đông phải đóng cửa. Việc áp dụng những biện pháp như vậy sẽ làm cho thiệt hại kinh tế từ đợt dịch này có thể được gói gọn chủ yếu trong quý 4 của năm nay, thay vì kéo dài sang năm sau, theo nhận định của Pantheon. Về phần mình, Malaysia đến ngày 23 tháng 12 đã có tổng cộng 98.737 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 444 ca tử vong, theo Johns Hopkins. Quốc gia Đông Nam Á này đã khống chế được số ca nhiễm COVID-19 ở ngưỡng thấp trước khi làn sóng mới nổi lên vào tháng 11. Tình trạng này buộc chính phủ Malaysia phải áp lệnh phong tỏa tại một số khu vực trên toàn quốc. Các chuyên gia của công ty tư vấn Capital Economics nói rằng triển vọng đối với nền kinh tế Malaysia đã trở nên kém khả quan hơn trong quý 4, đặc biệt là ở lĩnh vực tiêu dùng tư nhân. Một làn sóng virus mới và việc tái áp các biện pháp hạn chế đi lại sẽ gây đảo ngược sự phục hồi mạnh mẽ trong quý 3 của tiêu dùng cá nhân. Giãn cách xã hội vẫn đang là một rào cản đối với các hoạt động ở Malaysia, một báo cáo của Capital Economics nhận định. Tuy nhiên, một số khu vực khác của nền kinh tế Malaysia như xuất khẩu có khả năng tiếp tục tăng trưởng khả quan, nên tác động của làn sóng COVID-19 mới có thể sẽ hạn chế hơn so với làn sóng trước đây, theo Capital Economics.